bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khô. Mọi người muốn đi ra sau cánh gà ấy, mọi người sẽ thấy tất cả anh chị em nghệ sĩ đều luyện thanh. Có luôn hả chị? Ừ. Có. Rồi kể cả những anh chị ví dụ như là mọi người diễn hài chẳng hạn, thì mọi người cũng sẽ ôn lại cái miếng của mình, rồi mọi người diễn với nhau rồi cái gì gì đó. Nói về những cái danh xưng là nữ hoàng hay là công chúa thì nó là những cái danh xưng mà được rất là nhiều người gán cho những cái ca sĩ, những cái idol mà họ yêu thích. Có những người được gọi là như vậy, nhưng có những người thì là tự gọi mình là như vậy. Thì chị nghĩ sao về điều này? Bởi vì đôi khi nó sẽ gây ra một vài tranh cãi không? Thực ra thì theo Hương nghĩ thì đã làm nghệ sĩ thì có lẽ là mình sẽ không bao giờ tránh xa khỏi những cái sự tranh cãi. Và làm một nghệ sĩ, nếu mà mình cảm thấy mình yêu mến một cái điều đó, một điều gì đó, mình tự tin thì mình cũng có thể tự xưng tự gọi như thế. Còn cái việc chấp nhận của khán giả đến mức nào đối với cả những cái tự danh xưng tự xưng của mình thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và khi mà mình muốn một cái điều gì đó thì Hương nghĩ là chúng mình cứ làm đi rồi tự chịu trách nhiệm và tự mình phải đạt được những cái điều mà mình mong muốn, đạt được cái sức nặng của những cái danh xưng mà mình mong muốn mình đạt được ấy, thì lúc đó nó sẽ trở thành một điều tốt. Còn nếu mà mình không làm được như thế thì mình vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi. Còn nếu mà làm nghệ sĩ mà có những cái suy nghĩ là sợ rồi chùn bước hay là e dè thì Hương nghĩ là nó không cá tính lắm trong trong cái việc có lẽ là đối với cả Hương ấy thì làm một người nghệ sĩ nó phải là cái điều quan trọng nhất đó là cá tính, và mình phải biết bản thân mình là ai và biết mình đặc biệt ở điểm gì. Cô trả lời rất là hay, vì cảm giác như là mình phải học tập thêm nữa, mình phải đọc và nghe những cái bài hát của chị Lan Hương nhiều hơn nữa thì mình nói chuyện với chị mới thấm hơn đó, và thì rất là sâu sắc. Còn bây giờ thì bây giờ ngày chưa dông bão. Nếu mà MC và mọi người đã mong muốn thì chị sẽ hát một khúc thôi nhở? Hát luôn bài không nhỉ? Trời ơi, hát luôn bài thì hết cái livestream. Ok. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quấn quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi anh là nhà. Lại gì đó như thế. Nữa hả? Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu. Và mọi người, đó chính là ngày chưa giông bão của Bùi Lan Hương. Và em cảm thấy em là người may mắn nhất trên thế giới này, chị biết sao không? Bởi vì em được ngồi rất là gần chị nè, và được nghe chị hát live những cái bài mà phải nói là một ca khúc được vô cùng nhiều người yêu thích như thế. Mà mọi người biết không, khi mà ngồi đây thì mới cảm nhận là chị Hương hát một cái cách nó rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên, không cần phải gồng hay là cứng hay là lên gân bất kỳ điều gì cả. Thì cái này có phải là đến do cái chắc chắn là từ năng khiếu của mình rồi, nhưng mà em thấy là chị vẫn tiếp tục đầu tư cho cái việc học của mình, và thậm chí là thời gian trước còn bị mắc kẹt ở Singapore vì đi học hát nữa đúng không ạ? Tại sao là bây giờ mình nổi tiếng và mình có nhiều khán giả yêu mến mà chị vẫn đi học như thế ạ? Thực ra là Hương đi học rồi mới nổi tiếng. Đó là một cái bước ngoặt vô cùng quan trọng khi mà mình tiếp xúc với những cái môi trường bên ngoài. Chia sẻ một chút ấy, là ở Việt Nam mình thì không có dạy nhạc jazz, đặc biệt là jazz vocalist performance. Thế nên là khi mà mình được có cơ hội mà mình xin được học bổng, mình sang đó học ấy, thì nó giống như là nó thay đổi những cái quan niệm tư duy cũ kỹ của mình đi. Và cái điều đó mới giúp cho Hương ngày hôm nay ngồi ở đây.
Bởi vì trước thì Hương rất là ái ngại rồi hơi khép kín và không có nhiều những cái suy nghĩ về việc tham gia vào showbiz lắm. Nhưng mà may thay ấy, thì mình cũng tìm được một con đường mà mình vẫn được làm nghề và mình không có nhiều những cái thị phi xung quanh mình. Thế nên là sau khi học thì mới có Hương ở đây. Và cái việc mà mình luôn luôn trau dồi những cái kỹ năng của mình ấy, thì Hương nghĩ là không chỉ mình Hương mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Thì giống như là trước khi mà mọi người lên sân khấu ấy, mà mọi người muốn đi ra sau cánh gà ấy, mọi người sẽ thấy tất cả anh chị em nghệ sĩ đều luyện thanh. Có thôi chị, có. Rồi kể cả những anh chị, ví dụ như là mọi người diễn hài chẳng hạn, thì mọi người cũng sẽ ôn lại cái miếng của mình. Rồi mọi người diễn với nhau, rồi cái gì đó. Thì chị nghĩ là những cái việc trau dồi đó thì không chỉ dành cho chị mà tất cả những người làm nghề nghiêm túc thì mọi người đều rất là tập trung những cái đó. Em nghĩ là các bạn khán giả cũng tò mò, không biết trước khi ra sân khấu thì nghệ sĩ sẽ luyện thanh hay là kiểu múa mồm như thế nào, cho kiểu cho lên sân khấu hát cho hay cho dẻo á, thì thường thì chị luyện thanh kiểu như thế nào nhỉ? Thường thì mình sẽ xem được là cái hôm đó giọng mình khỏe hay là yếu. Ví dụ như là mình chạy show quá nhiều á thì cái giọng mình yếu ấy, thì có một lời khuyên dành cho các bạn là các bạn luyện thanh âm ngậm, ví dụ như là chẳng hạn là như thế. Thì những cái âm ngậm như thế chạy trên những cái quãng 8 đó thì nó sẽ giúp cho giọng của mình nó thư thái hơn và nó không bị căng thẳng. Còn về mà nếu mà có những ngày mà mình cảm thấy mình khỏe hơn á, mà mình muốn luyện thanh một cách kỹ càng á, thì mình sẽ có những cái bạn, nói chung là đi học nhạc thì sẽ có những cái bài luyện thanh chắc là làm vlog được luôn, gọi là cô giáo Bùi Lan Hương được luôn.